Đây là thí nghiệm cho hamster sống với tự nhiên của Tuyun, mà Tuyun cũng chưa biết hậu quả của việc làm này sẽ như thế nào. Đúng là hamster ngoài tự nhiên nó sẽ sống ở cái môi trường như vậy, có đất, nhà của nó. Tuyun đã chuẩn bị sẵn những ngôi nhà gỗ thích hợp với thiên nhiên, và Tuyun cũng chuẩn bị luôn cả đó cây trồng. Thì tôi sẽ trồng cây hết nguyên cái phần mảnh vườn bên này. Đúng rồi. Cái phần đất bên này là nó không có cái miếng lưới, thì để nhà ưu tiên hết. Đất sẽ, cây sẽ trồng ở đây. Và tôi sẽ trồng xuống loại cây đó là cây cải ngọt. Ở trong này hồi nãy thấy có mấy con dê chó, nó không hiểu tại sao nó chui vô đây được nữa. Đúng là dê chó đi đâu cũng thấy nó. Có chó là có dê. Rồi cải ngọt thì tôi sẽ che lại. Nếu mà bây giờ bỏ hamster vô liền á thì các bạn sẽ thấy nó sẽ ăn mấy cái hạt mầm này hết. Nên bây giờ chưa bỏ, làm kiểng cho đẹp trước, mô hình trước. Nhà thì mình sẽ thiết kế theo cái kiểu thiên hướng tự nhiên, có cối xay đồ ha. Vừa quá vậy.